không. Trọng tài tuyên bố vận động viên Hà Nội thắng cuộc. Tiếp theo mời hai vận động viên Công An AK Huế Âu ra sàn thi đấu. Lương Ngọc Trà Công An, Huy chương đồng Đặng Thị Bích Phi Bình Thường và Nguyễn Thị Thanh Huyền Bình Phúc. Sau đây